Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn bộ gối ôm hình thú handmade bên mình cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình có hai bộ các bạn ạ, bộ Toroto xám mích trắng và bộ chó nâu nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể mua lẻ hoặc là mua bộ những mình cũng được nhé. Cái bộ gối này thì bên mình thường được với đi kèm với giường nệm thú, nhưng mà các bạn có rồi hoặc là các bạn muốn mua lẻ thì các bạn có thể linh động đến dòng này nhé. Đây, gối chữ nhật bên mình là 30-50, còn gối dài bên mình là dài 80 cm nhé mọi người nhé. Các bạn để ý thấy không, từng họa tiết hình thú này bên mình cắt may rất chi là tỉ mỉ, tạo cho hình thú cảm giác đẹp và sinh động nhé mọi người. Từng họa tiết thì bên mình đều có thiết kế khóa này, các bạn có thể tháo ra giặt được mà khi bẩn nhé. Các bạn có thể lên lịch 1-2 tuần các bạn tháo ra giặt cho nó thơm tho nhé các bạn. Đấy. Đấy. Cái này ôm vừa gối đầu này, đắt, cái này dùng để đắt chân cũng rất chi là thích. Đấy. Thôi mình chỉ muốn quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn vậy thôi. Riêng hàng này thì mình có tầm 50 mẫu cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn mẫu giã và màu sắc cho hợp lý nhé. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.